cất tiếng hát trong tâm hồn, để thanh sáng như bình minh chói chang. Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng, xua đi mây đen tối tăm. Học viện Nhân Hòa Việt Nam, yeah. Có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn, để thanh sáng như bình minh chói chang. Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng, xua đi mây đen tối tăm, yeah yeah. Có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ, nhưng ta vẫn can và đến với những ước mơ. Yeah. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Cuộc đời xa lời. Hãy nắm tay khi ta gần nhau, dòng thời gian cứ trôi. Hãy cố quên niềm đau dù có nơi phương nào. Hãy sống cho tình yêu và hát lên. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát tình yêu trái tim mình, trái tim mình. Nếu bỗng một hôm thức dậy, vẫn thấy mình rất tươi, vẫn thấy mình luôn mỉm cười, ngày mới thêm rạng ngời. Đôi chân vẫn cất bước ra đường, trôi theo về bốn phương, khám phá những miền đất lạ, làm vốn cho cuộc đời. Trong đời quanh ta còn có ai, vẫn có những người bạn bước trên đường đời. Chào thầy Nguyễn Đức Trường, con xin chào các thầy cô giáo cũng như thầy các bạn học sinh. Con tên là Phùng Phương Anh, con năm nay 12 tuổi,
Con học lớp 7A trường Trung học cơ sở Phú Phương. Và ba điều nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Và con đây là lần thứ hai mà con tham gia hội trại hè Haywa Camp do Học viện Nhân hòa Việt Nam tổ chức. Thì con có ấn tượng với hai phần. Phần thứ nhất đó chính là về chúng ta được tham gia những cái thử thách vào buổi chiều ngày 17 tháng 12 năm 2022. Đó là vượt qua những cái thử thách. Và điều thứ hai đó chính là vào buổi tối chúng con được ngồi ở dưới nhà sàn và sau đó có những ngọn nến được xếp thành hình trái tim và được thầy trường nói cho bọn con những lý do để cho bọn con thấy được rằng bố mẹ là nơi để chúng ta yêu thương và giúp đỡ bố mẹ. Vì thế là chúng ta cần phải luôn dành những sự trân trọng với bố mẹ, không nên cãi vã lại hay là quát mắng bố mẹ khi bố mẹ không cho chúng ta. Bởi vì điều duy nhất mà bố mẹ muốn đó chính là cho chúng ta có được sự thành công. Con cảm thấy những bài học của thầy bổ ích. Điều con ấn tượng nhất ở đây là được đốt lửa trại và kéo chơi trò chơi kéo co. Bọn con đã thắng và trong lòng bọn con cảm thấy rất là tự tin về chính bản thân mình. Còn thầy Nguyễn Đức Trường, thầy luôn che chở bao bọc chúng con, luôn chăm sóc thật chu đáo cho chúng con để chúng con có một buổi cắm trại thật vui vẻ. Cùng các thầy cô khác cũng luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho chúng con. Cắm trại 2 ngày 1 đêm thì em cảm thấy rất là vui vẻ, sảng khoái. Và trò chơi mà em thích nhất chính là trò chơi băng qua dây và giữ thăng bằng. Sau khi em chơi thì mặc dù được em chỉ cấp 3 nhưng em vẫn rất vui và nhiều bài học. Em thấy thầy Nguyễn Đức Trường là một người nhiệt tình, vui vẻ và luôn biết lắng nghe người khác. Có hai điều tâm đắc nhất. Thứ nhất là con rất thích trò chơi ở đây. Thầy và trò chơi con thích nhất đó chính là trò vượt chướng ngại vật và đội bọn con đã giành chiến thắng. Thứ hai là thầy Nguyễn Đức Trường là một người quan tâm đến người khác, thầy chỉ cho những bài học hay, nhất là vào buổi tối ngày 17 tháng 12 năm 2022, thầy đã cho bọn con ngồi trong nhà sàn và thầy thắp lửa và thầy đã nói khiến con cảm động. Được đồng hành cùng các thầy cô và các bạn ở trong Học viện Nhân hòa Việt Nam, điều con ấn tượng ở thầy nhất là thầy là một người rất là giàu tình cảm. Thầy đã giảng cho chúng con những bài học rất bổ ích về lòng hiếu thảo của mình dành cho ông bà, cha mẹ, và từ đó có thể rút ra kinh nghiệm cho mình. Và thầy là một người thầy rất là tận tâm với học sinh. Và con cảm ơn tất cả các thầy cô và Học viện Nhân hòa Việt Nam đã cho chúng con một buổi cắm trại vui vẻ và đầy ý nghĩa. Con xin chào.